Phía Nam xin cảm ơn quý vị. Tuần trước chúng ta đã đến với chương trình Văn hóa và Con người, và chúng ta tiếp xúc với tiến sĩ giáo dục Orchid Lâm Quỳnh. Và tuần lễ này chúng ta lại tiếp tục câu chuyện với Lâm Quỳnh, một câu chuyện mà nó đi vào cái phương pháp giáo dục thanh thiếu niên và ngay cả vấn đề giáo dục văn hóa và học kèm như thế nào. Thưa quý vị, tuần trước, tóm tắt lại là tuần trước chúng tôi nói về những cái ảnh hưởng trong gia đình, là đó là những cái ngôn ngữ đời thường ảnh hưởng đến con cái của mình và cái cách sống của con cái mình, và cái phương pháp làm sao học tập để cho các em không bị áp lực với bài vở mà các em sẽ được trưởng thành một cách tự nhiên và hồn nhiên. Tuần lễ này thì có lẽ là khi chúng ta nói chuyện lại về phương pháp giáo dục thì không nói về trên kệ con người của Orchid Lâm Quỳnh nữa, mà chúng ta sẽ nói về cái phương pháp giáo dục mà Lâm Quỳnh đã học được từ cái phương pháp giáo dục ở Hoa Kỳ với cái bằng tiến sĩ giáo dục. Vậy thì cái điều đầu tiên cô muốn hỏi là trong cái chương trình học tiến sĩ của Lâm Quỳnh, tại sao Lâm Quỳnh không được biết là trong cái lúc mà mình đi học thì và có bằng master thì Lâm Quỳnh là giáo sư dạy toán. Dạy toán, dạy pure math. Yeah. Nhưng mà sao không là tiến sĩ toán mà lại tiến sĩ giáo dục? Dạ thưa cô, là Lâm Quỳnh có nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà nó cũng do từ cái khoảng thời gian mà Lâm Quỳnh đi dạy. Là khi mà Lâm Quỳnh có cái bằng master đó, là đáng lẽ là Lâm Quỳnh ở lại, Lâm Quỳnh học tiến sĩ toán. Nhưng mà nó có một cái là lúc đó Lâm Quỳnh đã thi hết, đã pass hết rồi, có nghĩa là đã học được 2 năm toán rồi, thì lúc đó mình bắt đầu mình phải narrow down là mình phải học cái môn gì đó trong toán. Thí dụ như mình học logic, hay là mình học abstract algebra, mình phải narrow một cái lại để mà mình làm cái research cho cái đó. Thì Lâm Quỳnh lại không biết mình thích cái gì. Nhiều quá. Lâm Quỳnh không có narrow lại được một cái, và Lâm Quỳnh không biết rằng là mình sẽ làm research. Tại khi mà mình làm research, mình phải làm cái mà mình thích. Và mình chọn, và mình phải chọn advisor nữa. Mình chọn một cái advisor. Thì Lâm Quỳnh cũng không tìm ra một cái người mà Lâm Quỳnh thích. Vì Lâm Quỳnh không tìm ra được một cái môn mà Lâm Quỳnh thích. Nên bởi vậy Lâm Quỳnh đã pass hết những cái test để mà cho vào học rồi, và trường nhận rồi. Nhưng mà Lâm Quỳnh lại không làm, và Lâm Quỳnh đi ra đi dạy. Thì vì Lâm Quỳnh có cái job liền. Thì sau là đó là lúc mà Lâm Quỳnh bắt đầu bước vào trường và Lâm Quỳnh bắt đầu dạy. Thì lúc đó Lâm Quỳnh thấy mình thích dạy. Dạ, mình thích dạy, mình thích giáo dục. Tại vì cái khi mà cái lớp đầu tiên nó làm cho Lâm Quỳnh rất là ngỡ ngàng. Lâm Quỳnh dạy và Lâm Quỳnh không biết rằng là mình phải write một cái syllabus như thế nào. Nhưng mà cái khi mà mình tìm tòi rồi thì Lâm Quỳnh mới thấy ok, đây là cái mà mình thích. Và mình có thể đeo đuổi tới cùng. Tại vì Lâm Quỳnh nghĩ rằng là ok, mình take a break, mình trở lại mình học. Thì cái khi sau mấy năm sau đó thì Lâm Quỳnh nói ok, bây giờ mình trở lại thì mình học toán hay học giáo dục. Thì Lâm Quỳnh nói ok, thì mình thích giáo dục thì mình đi học giáo dục. Và Lâm Quỳnh được USC nhận vào, pass qua mấy hai cái đợt interview thì được nhận vào ở trong đó. Và trong đó toàn là những người đã thật sự, mà nói trong cái cohort của Lâm Quỳnh toàn là những người đã thành công rồi. Những người dean, những người vậy mà họ lại muốn học cao hơn nữa. Thì lúc Lâm Quỳnh nói rồi, bây giờ mình mới biết là mình có quá nhiều thứ để mình học. Ngay kể cả học với đồng nghiệp thôi nó cũng không đủ nữa. Trong mấy năm đó học đồng nghiệp thôi cũng không đủ, chứ đừng nói là học từ thầy cô. Tại vì đồng nghiệp là những thầy cô, những dean, những vice president. Xong cái sau đó Lâm Quỳnh nói rằng là ok, như vậy là mình chọn đúng đường rồi đây. Nếu như mà Lâm Quỳnh chọn toán, Lâm Quỳnh nghĩ nó cũng đúng đường. Nhưng mà tại vì mình thích thì mình cũng phải narrow down lại một chút xíu. Mình không có thích nhiều thứ như vậy được. Thì đó là cái lý do tại sao mà Lâm Quỳnh chuyển từ toán sang giáo dục. Thưa quý vị, vậy thì chọn ngành nghề trong cái cuộc đời của mình sau khi ngưỡng cửa đại học
hoặc là khi mà hình như là ở đây các em sau cái ngưỡng cửa trung học là bắt đầu phải suy nghĩ mình thích cái gì và mình chọn cái gì. Bởi vậy Phía Nam thấy nó hay có cái là các em được đi đến các trường để mà đi vòng vòng xem coi cái phương pháp đi thăm dò hết trường này đến trường khác để xem coi trước khi mà người ta chọn mình thì mình phải nghĩ là mình phải chọn mình chọn cái nơi mình đến trước. Thì Phía Nam thấy cái đó là rất hay, và Lâm Quỳnh đã chọn được cái vị trí của mình. Nhưng mà cô muốn hỏi là để cho các em nghe ở cái chương trình này và các phụ huynh cảm thấy rằng là nó có một cái sự cần thiết nào, tại vì trước khi mà chúng ta trưởng thành đó và thành công đó, cô quên hỏi là Lâm Quỳnh có thích đọc sách không? Dạ thích chứ. Dạ, mình muốn thành công là mình phải đọc sách nhiều đúng không? Phải mình phải yêu sách vở nhiều chứ. Chứ nếu mà có nhiều em, Phía Nam thấy là ít cái đọc sách lắm. Thì Phía Nam thấy cái mức độ mà thành công nó không nhiều bằng những em đọc sách nhiều, có đúng không? Dạ nó đúng. Nhưng mà Lâm Quỳnh nói đây nó không phải là 100%. Dạ, 100%. Có những em exceptionally good, có những em rất là smart, và mấy em đọc sách và nó tiếp thu được nhanh. Nhưng mà đúng là như cô nói đúng, cái sách nó giúp cho mình được nhiều thứ lắm. Đọc sách được nó giúp cho mình trong đời sống luôn. Nhưng mà cái mà Lâm Quỳnh muốn nói là mình đừng mất thời gian quá để mà mình đi tìm những cái ngành lung tung. Nếu như mà mình biết được cái sở thích của mình ngay từ đầu thì nó đỡ tiền và nó đỡ thời gian nhiều lắm. Có nhiều khi đang học nửa chừng thì bỏ phải không? Dạ đúng. Tại vì và mình phải biết rõ là mình thích cái gì, chứ không phải là bố mẹ thích hay là những người bạn mình thích. Nó có peer pressure với lại cái pressure của gia đình nó ảnh hưởng lên cái đứa nhỏ rất là nhiều. Thì Long Quỳnh biết rằng là có những em muốn trở thành bác sĩ nhưng nhiều khi không có khiếu. Lâm Quỳnh ngay từ đầu Lâm Quỳnh rất rõ ràng về cái chuyện đó. Lâm Quỳnh nói với mẹ là con không muốn làm bác sĩ tại vì con không thích biology. Không thích biology. Cái đó là cái ngành Lâm Quỳnh không thích. Lâm Quỳnh biết đó là một cái ngành tốt, một cái ngành giúp người. Nhưng mà nó khô quá phải không? Dạ, toán người ta cũng nói khô. Dạ, nhưng mà mình phải biết mình giỏi cái gì và mình thích cái gì. Cái giỏi và lại cái thích nó cũng phải đi đôi với nhau nữa. Ví dụ như mình thích quá đó thì có thể vì cái thích đó, vì cái đó mình sẽ có nỗ lực để đi tới cái con đường đó. Nhưng mà nếu như mình đi được theo cái con đường mà mình giỏi á, nó làm cho mình đỡ mất thời gian đó. Dạ. Thì Lâm Quỳnh biết được rằng Lâm Quỳnh giỏi toán ngay từ nhỏ. Cái logic của Lâm Quỳnh thì mình định hướng vào Lâm Quỳnh, biết là Lâm Quỳnh yêu cái bộ môn đó, và Lâm Quỳnh thích pure math đó cô. Có nghĩa rằng là nó hơi nó abstract, nó theoretical nhiều hơn, nó không có application. Lâm Quỳnh biết nó hơi trừu tượng. Dạ, nó hơi trừu tượng. Thì Lâm Quỳnh yêu cái đó nó từ nhỏ, nên đó là một cái điều may mắn của Lâm Quỳnh. Theo như Lâm Quỳnh thấy, Lâm Quỳnh không có mệt nhọc để mà chạy từ cái major này sang cái major khác, hay là chạy từ trường này sang trường khác. Lâm Quỳnh biết được một hướng đi. Lâm Quỳnh có nghĩ rằng ngay bây giờ các vị mà lớn tuổi rồi đó, nếu các vị đọc sách nhiều, chẳng hạn như phu quân của cô lớn tuổi nhưng mà rất thích đọc sách, hầu như là trong 24 giờ ít nhất cũng phải có 1 tiếng 2 tiếng cầm cuốn sách trên tay đọc, và nó thành một cái thói quen từ nhỏ hay là lớn lên đó. Mà Phía Nam thấy rằng là cái điều này nó quan trọng, là cái người đó sẽ rất minh mẫn. Dạ đúng. Mặc dù ở cái tuổi cao nhưng mà vẫn còn rất tin tưởng. Thành ra cô nghĩ rằng là đọc sách nhiều từ nhỏ thì nó cũng sẽ tạo cái trí thông minh và trí nhớ. Dạ đúng. Nó làm cho cái brain của mình nó hoạt động. Nó giống như nó stimulate cái brain của mình đó. Nó làm giống như rằng là mình tập thể dục cho cái đầu của mình vậy đó. Thì đọc sách là một cái điều rất là tốt. Thành ra Phía Nam nghĩ là cái phương pháp giáo dục quan trọng là phải nên khuyến khích con mình đọc sách nhiều hơn là chơi. Quý vị lại hết giờ, tạm dừng trong giây lát. Mời quý vị theo dõi vài cơ sở thương mại bảo trợ cho đài, chúng ta trở lại. Cảm ơn quý vị.